Mic HP11 màu trắng này, hồ màu trắng này rất đẹp chú anh nhá. Về rất nhiều. Đấy, bán rất chạy các bác nhá. Rất nhanh hết thôi. Vâng, Khắc Anh xin kính chào các bác. Hôm nay Khắc Anh sẽ test cho các bác mẫu mic HP11 mẫu mới các bác nhá. Trước đây là vân gỗ nhưng bây giờ mẫu mới là hộp màu trắng này, nhìn rất là thanh lịch, sang trọng, đơn giản, lịch lãm. HP11 bán rất chạy các bác nha. Mic đa năng không dây, cực chất, giá rất là mềm, chỉ 750.000 một cặp này thôi. Trong thời gian này thôi các bác nha, thời gian tới có khả năng là tăng lên 800 đấy các bác nha. Cho bác mua nhanh đợt này, giá vẫn 750.000. Phụ kiện chống lan này, chụp này, thẻ bảo hành của nhà sản xuất này, nhưng mà bảo hành bên Trung Quốc thôi các bác nhé, bên Việt Nam không có tác dụng gì cả. Đầu thu này, đầu thu dùng pin sạc các bác nhá. Đây, hai pin dành cho hai tay mic, dây sạc dành cho đầu thu, thế là hết. Mic rất chất nha anh em, màu vàng này, nặng. Hàng chất, hàng công ty đi các bác, không phải hàng nhái của bất kỳ hãng nào đâu. Rồi, sau đây test qua cho anh nhá. Các anh thì đang bị ốm viêm họng và bình thường thì hát cũng không phải là hay, nhưng mà test cho các bác thử tiếng mic đi thôi. Về giọng các bác nhiều giọng các bác hay lắm, hát thì mic này thì không chê vào đâu được. Thử cho các bác nha. Alo 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ZPKA. Đấy, tiếng mic rất nhẹ nhàng và bay bổng rất là hay. Các bác mua hàng xin liên hệ số máy, gặp nhân viên bán hàng 0964 867 806 hoặc 0364 791 604 để gặp nhân viên bán hàng cung cấp địa chỉ và làm thủ tục mua hàng. Thủ tục mua hàng đó là các bác thanh toán trước 50.000 một thẻ cào Viettel. Cái 50.000 đấy tính vào tiền ship luôn các bác nhé. Khi nhận hàng các bác thanh toán 750.000 cho nhân viên bưu điện thôi. Các bác đến ship thường, mua ship nhanh thì tiền ship nó phải gần gấp đôi 50.000 các bác nhé. Đây, sau đây test vài câu cho các bác. Mic này bán rất chạy, bán rất nhiều rồi các bác nhé. Vì sao anh nhớ test cho các bác để các bác thấy cái mic này nó rất là bắt và nhẹ nhàng bay bổng. Dù anh ba mối anh
họng cho nên là thế thôi. Chứ bây giờ mượn một người mà hát nó ok một chút thì các bác nghe có phê luôn. Đấy, cái mic này rất là hay, rất nhẹ nhàng. Các bác mua đợt này giá 75.000. Đợt sau có lẽ là giá không còn được tốt như này nữa. Và hãy đăng ký kênh Khắc Đánh 86 để theo dõi video sản phẩm mới nhất. Xin cảm ơn các bác.